Sáng nay, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 6 thẩm tra dự án pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga chủ trì phiên họp. Theo tờ trình của Tòa án Nhân dân tối cao, các hành vi cản trở hoạt động tố tụng xảy ra ngày càng nhiều, có xu hướng gia tăng, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ việc, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giải quyết vụ việc của cơ quan, người có thẩm quyền, tính tôn nghiêm và quyền uy tư pháp. Trong khi đó, pháp luật nước ta chưa có văn bản quy định, có hệ thống về việc xử phạt các hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Tại phiên họp, các đại biểu cơ bản tán thành các nội dung của dự thảo pháp lệnh. Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị dự thảo pháp lệnh cần tiếp tục được rà soát để thống nhất về nội dung và hoàn thiện về kỹ thuật lập pháp. Xây dựng pháp lệnh quy định thống nhất về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho việc xử phạt vi phạm hành vi đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, xử phạt nghiêm minh những hành vi cản trở hoạt động tố tụng, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong tố tụng, giáo dục mọi người chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, phòng ngừa những vi phạm có thể xảy ra, bảo đảm quyền uy tư pháp, giữ gìn sự tôn nghiêm của tòa án, sự tôn trọng của cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với các cơ quan tiến hành tố tụng, tạo điều kiện giải quyết các vụ việc nhanh chóng, hiệu quả và đúng pháp luật. Việc ban hành pháp lệnh là để thực hiện đúng quy định tại khoản 3 điều 4 luật xử lý vi phạm hành chính. Quy định là căn cứ quy định của luật này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kiểm toán nhà nước và đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Đồng thời, để phúc đáp yêu cầu của thực tiễn đang xảy ra ngày càng nhiều các hành vi cản trở hoạt động tố tụng cần được ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm. Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại phiên họp, Ủy ban Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao để hoàn thiện dự thảo pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng sẽ được xem xét thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn tại một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.